Mạnh Tiến xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin địa phương huyện Tân Châu được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị khán giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo huyện Tân Châu viếng nhà bia nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, huyện đoàn Tân Châu bàn giao công trình thắp sáng đường quê. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, đoàn đại biểu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Châu do ông Nguyễn Văn Cường, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đến viếng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Thành Đông, huyện Tân Châu. Tại đây, đoàn đã thành kính đặt tràng hoa dân hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ những người đã hiến dân trọn đời mình cho nền độc lập tự do của tổ quốc hạnh phúc của nhân dân đây là hoạt động ý nghĩa được đảng bộ và nhân dân huyện tân châu tổ chức hàng năm vào các dịp lễ tết nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc qua đó giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hào hùng của dân tộc Ông Võ Hồng Sang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu, vừa chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, tình hình tội phạm trên địa bàn xảy ra 77 vụ vi phạm trật tự xã hội, giảm 10 vụ so với năm 2022. Tai nạn giao thông xảy ra 51 vụ, tăng 4 vụ so với cùng kỳ, làm chết 44 người, giảm 1 người và bị thương 18 người, giảm 2 người so với cùng kỳ. Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Hồng Sang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ra soát củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình phòng chống tội phạm ở cơ sở góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Định Khuê có địa chỉ ấp 2 xã Suối Dây phối hợp với Ban chấp hành công đoàn công ty tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, Đến dự có bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu. Chủ đề tháng công nhân của công ty năm 2024 là đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết. Tại buổi lễ phát động, các công nhân được tham gia diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân, tổ chức đối thoại giữa công nhân với người sử dụng lao động, tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động và các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động. Dịp này, công đoàn công ty đã tổ chức tri ân và trao quà cho 19 công nhân đã gắn bó với công ty từ 5 năm trở lên và có thành tích tiêu biểu trong các phong trào an toàn vệ sinh lao động từ năm 2019 đến nay, trao tặng 30 phần quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, nằm trong các hoạt động tình nguyện hè năm 2024, mới đây, huyện đoàn Tân Châu phối hợp với xã đoàn Tân Hiệp tổ chức khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 và thực hiện bàn giao đưa vào sử dụng công trình thắp sáng đường quê sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Đến dự có ông Phan Ngọc Thạch, Phó trưởng ban dân vận huyện ủy và nhà tài trợ là đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh. Công trình đèn thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời tại ấp thành Phú có tổng chiều dài gần 1 km, với tất cả 13 bóng đèn có công suất 300W một bóng. Tổng kinh phí trên 20 triệu đồng do huyện đoàn Tân Châu vận động đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh tài trợ. Phần thi công lắp đặt do đoàn viên thanh niên trong xã Tân Hiệp và bà con nhân dân thanh niên ấp thành Phú thực hiện. Việc thực hiện công trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời, ngoài việc giúp cho người dân đi lại dễ dàng vào ban đêm, tiết kiệm chi phí, mà còn giúp cho địa phương phòng chống tội phạm trộm cắp ma túy và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên công nhân với giọt máu nghệ tình vừa qua tại Cụm Công nghiệp Tân Hội 1, huyện Tân Châu, Ban vận động hiến máu nhân đạo huyện phối hợp với xã Tân Hội và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Cụm Công nghiệp Tân Hội 1 tổ chức cho các thanh niên, công nhân và tình nguyện viên trên địa bàn xã Tân Hội hiến máu nhân đạo năm 2024. Trong đợt này có trên 200 tình nguyện viên là thanh niên, công nhân các công ty, nhà máy xí nghiệp trong cụm công nghiệp Tân Hội 1 và các tình nguyện viên trên địa bàn xã Tân Hội đến đăng ký tham gia hiến máu. Sau một buổi làm việc tích cực, các y bác sĩ trung tâm truyền máu khu vực chợ Rẫy đã thu được 192 đơn vị máu. Đặc biệt trong đợt này, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Tân Hội cũng trực tiếp tham gia hiến máu. Điển hình như ông Hoàng Văn Hữu, bí thư đảng ủy xã Tân Hội đã hiến được 22 lần ông Nguyễn Minh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Tân Hội đã hiến được 40 lần. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin huyện Tân Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.